Hôm nay 23 tháng 8, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho cán bộ cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có sự tham gia của Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản và đại diện các cơ quan ngoại giao của Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 và chỉ huy các cơ quan chức năng của bệnh viện. Trong bối cảnh người dân Việt Nam nói chung và người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trong đó có các công dân Nhật Bản đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp chịu những tác động của làn sóng dịch thứ tư, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản đã tiếp nhận rất nhiều nguyện vọng mong sớm được tiêm vaccine COVID-19 cho công dân Nhật Bản. Buổi lễ khai mạc điểm tiêm chủng 175 và tổ chức tiêm chủng cho công dân Nhật Bản tại Bệnh viện Quân y 175 ngày hôm nay chính là thành quả của sự phối hợp, chuẩn bị giữa hai bên trong suốt thời gian qua. Ngài Tổng lãnh sự bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ và đồng ý tạo điều kiện cho Bệnh viện 175 làm đơn vị phụ trách tiêm vaccine cho công dân Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Quân y 175 sẽ tổ chức tiêm cho hơn 6.000 người Nhật đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo thuận lợi cho việc tiêm chủng, bệnh viện đã phối hợp với lãnh sự quán Nhật Bản thông báo cho các cư dân Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh nếu muốn tiêm vaccine thì có thể đăng ký tại bệnh viện. Dự kiến đợt tiêm chủng này sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Trước sự tận tình của bệnh viện, Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản bày tỏ sự kính trọng từ đáy lòng mình đến các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Bệnh viện Quân y 175 đã không quản ngày đêm dốc hết sức mình để cấp cứu, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của bệnh viện mà một bệnh nhân COVID-19 nặng người Nhật Bản đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Cho tới hiện nay, chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho chính phủ Việt Nam khoảng 3 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 do Nhật Bản sản xuất. Một phần trong số đó đã được tiêm chủng cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.